AIA, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn nhất với hơn 100 năm tồn tại và phát triển, với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh, an toàn tài chính cho người dân. AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được công chúng tin cậy. Tọa lạc tại địa chỉ 88 Võ Thị Sáu, phường Trần Thi, thành phố Vinh, văn phòng AIA Nghệ An 9 đã đi vào hoạt động với những thành tích đáng nể, bảo vệ được hàng ngàn cá nhân và gia đình. Với cơ sở vật chất sang trọng và chuyên nghiệp, không gian làm việc thoải mái, năng động, AIA Nghệ An luôn hướng tới mục tiêu trở thành nơi làm việc lý tưởng cho nhân viên, tôn trọng quyền tự do cá tính của mỗi người và mang lại cho khách hàng những cảm xúc trọn vẹn nhất. AIA cho đi không màng nhận lại, tận tâm tuyệt đối với khách hàng. AIA Nghệ An 9 luôn ghi nhận và biết ơn đến đội ngũ anh chị đại lý, các cấp quản lý và nhân viên văn phòng. Chúng tôi xin trân trọng và vinh danh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Tú, mình là trưởng nhóm kinh doanh của văn phòng bảo hiểm nhân thọ AIA Nghệ An 9. Trước khi đến với bảo hiểm nhân thọ AIA, mình đã từng kinh doanh về lĩnh vực nội thất và là chủ một shop thời trang trên trục đường Nguyễn Văn Cừ. Khi đến với AIA, mình cảm thấy rất là hài lòng về cái môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ở cái môi trường này không những giúp cho mình tạo ra được thu nhập đáng kể, mà bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, mình đã học hỏi được rất là nhiều điều. Đặc biệt, mình cảm thấy rõ ràng sự trưởng thành và tự tin hơn ở bản thân. Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Ngô Mạnh Hùng. Hiện tại tôi đang là trưởng nhóm của công ty bảo hiểm AIA Nghệ An. Ngày hôm nay đây thì văn phòng AIA Nghệ An đang tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt giữa nhân viên văn phòng và cơ hội cho các bạn muốn tìm hiểu về AIA Nghệ An. Thì trong quá trình công tác thì tôi cũng đã từng đào tạo rất nhiều các bạn trẻ năng động sôi nổi để các bạn có những thành quả tốt. Ngày hôm nay đây thì với lời chia sẻ này thì tôi cũng mong sau khi các bạn xem video thì các bạn sẽ thay đổi suy nghĩ và hãy đến với AIA, nơi có một môi trường làm việc năng động, sôi nổi và thu nhập tốt nhất cho tất cả các bạn. Tôi là Hoàng Xuân Đình, chủ của HB Spa về dưỡng sinh đông y. Và hiện nay thì rất nhiều người tư vấn bảo hiểm và đặc biệt hơn nữa là có rất nhiều các công ty bảo hiểm đã từng tư vấn và nói chuyện. Và tôi quyết định chọn AIA bởi vì thực sự là các bạn là những người rất là nhiệt tình, tư vấn có rất là nhiều những cái yếu tố về thật tâm trong đó. Và chính cái việc vậy thì tôi đã dành trọn cái niềm tin để có sự lựa chọn đối với việc là mua bảo hiểm cho chính bản thân mình cũng như là con của mình ở tại AIA 9. Và thực sự rằng là với các bạn tư vấn rõ để tôi hiểu các quyền lợi, và trong quá trình đó thì bản thân tôi đã cảm thấy rất là hài lòng với các cách phục vụ cũng như là các cách chăm sóc của các bạn đối với những cái hợp đồng của bản thân cá nhân tôi. Chúc cho đơn vị càng ngày càng phát triển tốt hơn. Xin kính chào toàn thể tất cả quý anh chị và các bạn. Tôi là Lê Nhung, hiện tại là giám đốc văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An 9. AIA Nghệ An 9 được xây dựng dựa trên tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn lẫn nhau. Cái giá trị cốt lõi xuyên suốt của AIA Nghệ An 9 chúng tôi đó là chúng tôi cho đi trước khi nhận lại, chăm sóc khách hàng tận tâm, xem khách hàng như là người nhà của mình, ký một lần tri ân một đời, và đại lý tận tâm thì nhân dân phát triển. Chúng tôi tin chắc rằng AIA Nghệ An 9 với một môi trường làm việc vô cùng năng động và sáng tạo sẽ là nơi khởi nguồn cảm hứng giúp các bạn trẻ lập nghiệp và phát triển bản thân của mình được tốt nhất. Chúng tôi đã trang bị cho các bạn kiến thức, kỹ năng và chiến lược cũng như tầm nhìn để giúp các bạn có một sự nghiệp thực sự trường tồn và phát triển cùng với AIA Nghệ An 9. Cảm ơn các bạn.